Nay sẽ chữa chúng ta cái đề uh, Nam đàn Nghệ An để thi thử Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 năm học năm 2021-2020 của Nam đàn Nghệ An lần số 1. Được chưa? Cái đề nó rất là hay về mặt lý thuyết. Nhá, câu số 1 ạ. Chất nào sau đây thì thuộc loại amin bậc 3? Chất nào sau đây thì thuộc loại amin bậc 3? Thì uh, chúng ta lưu ý này. Amin bậc 3 là những cái anh mà có cái dạng chúng ta phải nắm được nhé amin bậc 3 là những cái anh mà nó có dạng là R1, N, R2 và R3. Được chưa? Vậy thì anh này amin bậc 1 này. Anh này amin bậc 2 này. Anh này amin bậc 1 này và amin bậc 3 đây. ch 3 tất 3 lần N nhá, thì nó là amin bậc 3. Câu số 2 ạ. Câu số 2. Anh này thì có tên thường nhá, các em lưu ý nhá, các em phải phân biệt giữa tên thường và tên IUPAC tên thường nó khác tên UPAC nhá. Chúng ta phải lưu ý không là toang. Thế thì ở đây này, tên thường thì mình nhìn thấy anh này phân tử khối 175 nên tên thường của nó là glycine. Còn nếu tên theo danh pháp park hay là tên thay thế đấy thì của nó là axit 2 amino ena etan oic. Thì cái này là tên thay thế. Cái này là tên thường. Tên thay thế này. Cái này là tên thường này. Đấy thì nhiều bạn là hay bị nhầm giữa hai cái tên này Nhá Ok ạ, tiếp tục ạ à. Câu số 3 Thủy phân CH3COCH5 trong môi trường axit Thì thu được axit có công thức là gì? Thì cái này thì mình làm quá quen rồi đúng không? Đây mình sẽ thu được axit là CH3COH Và ancol là CH5OH Vì vậy nên anh axit của chúng ta là B CH3COH Câu số 4 Câu số 4 câu số 4 ạ. À. Các bạn comment đáp án xem câu số 4 đáp án này. Câu số 4. Câu số 4 nhé. Cho m gam alanin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 12,55 gam muối. Cho m gam này, alanin này tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 12,55 gam muối thì mình luyện đề là mình phải làm sao làm thật nhanh nhé. Chúng ta phải ý ý thầy. Các em lôi máy tính là cùng bấm với thầy nhé coi như mình cũng làm nhé những bạn nào mà chưa làm coi như mình cũng làm luôn thì mình sẽ có này m gam alanin tác dụng với hcl thì mình sẽ có là ala này cộng với hcl này thì có phải theo như chiêu của thầy thì do ala có một nhóm r hai nên mình sẽ thu được là ala hcl không khối lượng muối là 12,55 Vậy anh mình sẽ tìm một số mol là 12,55 chia cho mở ngoặc đơn này. 89 cộng 36,5 này bằng này, 0,1 mol. Vậy mình tìm một số mol ala bằng 0,1 Vậy mình tìm được khối lượng luôn là 0,1 x 89 nhỉ? Yeah. Mình phải thuộc phân tử khối của ala Chắc các bạn đều thuộc hết rồi Đều học sinh của thầy thì đều thuộc rồi đúng không 0,1 x 89 bằng 8,9 gam nhá. Yeah. Vậy khối lượng bằng 8,9 gam B bỏ Ok chưa Câu 4 IB ok Đấy thấy các bạn comment rất là đúng Tốt Câu số 5 à, Cho 4,8 gam kim loại M phản ứng vừa đủ với Vậy mình sẽ có M này khối lượng là 4,8 này phản ứng vừa đủ với clo này thu được muối này là 19 g này vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được bảo toàn khối lượng mình tìm được khối lượng của clo đúng không là 19 trừ đi 4,8 ra được khối lượng của clo này được chưa mình chia cho 71 là mình ra là số mol clo này bằng 0,2 nhé vậy số mol của clo chúng ta bằng 0,2 Thế thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái chiêu của thầy mà thầy vẫn dạy chúng ta. Đúng không ạ? Mình sẽ sử dụng cái chiều của thầy Là mình sẽ lấy là khối lượng của kim loại Chia cho tổng số mol E trao đổi Thì khối lượng kim loại đây bằng 4,8 rồi Tổng số mol E trao đổi thì là cờ lo từ 0 về cờ lo trừ 1 đúng không? Vậy là một Thằng này là nó sẽ là nhận 2 E này Bởi vì nó nó có 2 CL, 2 nhận 2 E mà Vậy nó là 2 x 0,2 thì 4,8 chia cho 0,4 ạ bằng 12. 12 nhân 1 bằng 12. Nó là carbon 12 nhân 2 bằng 24, 24 là magie. Nhá. Vậy đáp án đúng là đáp án C, magie. Đấy cái chiêu của thầy nó kinh điển ở điểm đấy. Câu 6 này thầy nghĩ là nhiều bạn sẽ sai này. Câu 6 này thầy nghĩ rằng là sẽ có rất rất nhiều bạn sai ở cái, ở cái câu 6 này. Polymer nào sau đây có tính đàn hồi? Polymer nào sau đây có tính đàn hồi, chúng ta lưu ý. Polymer nào sau đây có tính đàn hồi? Thì những anh nào có tính đàn hồi mình phải nắm được đấy là những anh nào là những anh cao su những anh cao su thì nó sẽ có tính đàn hồi nhá còn những anh chất dẻo thì nó chỉ có tính dẻo thôi thì anh này là polyethylene là chất dẻo polyvinyl là chất dẻo polyacrylonitrin nó là tơ nhá vậy này tính đàn hồi ở đây là polybuta 1,3 dn nhá nó chính là cao su buna đấy cao su buna thì chắc chắn là có tính đàn hồi rồi đáp án này câu số 7 để rửa tay do dầu luyên khi sửa chữa xe đạp xe máy thì ta dùng chất nào cho để hiệu quả nhất đấy chúng ta lưu ý nhá rửa tay do dầu luyên dầu luyên thì nó sẽ rất là bị nhớt đúng không thì chúng ta cái dầu luyên cái đặc trưng của nó thì nó là những cái hợp chất hữu cơ không phân cực thì để mà hòa tan các hợp chất hữu cơ không phân cực thì chúng ta phải sử dụng những cái anh chất nào đó làm dung môi của nó có nghĩa là hòa tan được những anh hợp chất hữu cơ không phân cực được chưa Dầu ăn chúng ta bôi vào tay thì nó càng nhớ nhớt hơn Đúng không? Xà phòng thì cũng không rửa được dầu luyên chúng ta thử rồi Chúng ta thử bị hỏng xích xe đạp mà nó bị Cái vết luyên nó nó dính vào áo chúng ta Thì chúng ta không thể nào sửa Không thể nào rửa sạch được bằng xà phòng đúng không? Đấy giấm thì càng không Ở đây chúng ta sử dụng rượu Các okay, em nhớ nhé Nếu mà bị bẩn bởi những cái vết đó thì mình sẽ sử dụng rượu Rượu là rửa sạch nhất Ok Câu số 8 Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại tính chất hóa học đặc trưng của kim loại thì kim loại nó có tính chất gì đặc trưng thì kim loại chúng ta thì nó chỉ có một hai hoặc ba e lớp ngoài cùng thôi nên tính chất đặc trưng của bọn kim loại nó là nhường một hai hoặc ba e nha kem phải nhớ vậy thực ra nó không phải nhớ đâu mà mình làm nhiều thôi thì cái tính chất đặc trưng của kim loại nó là tính khử a à, câu số 9 kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện thì mình cần nắm được là để điều chế bằng pháp thủy luyện ý, thì chủ yếu là điều chế các anh kim loại mà có tính khử trung bình yếu đúng chưa có nghĩa là những anh kim loại mạnh từ nhôm trở về trước là không thể điều chế bằng thủy luyện được bởi vì giả sử như mà mình có liều mình điều chế đi chăng nữa thì cái kim loại vừa tạo thành nó lại tác dụng ngay lập tức với lại nước mất đấy chưa vì vậy không thể điều chế kali được không thể điều chế canxi được không thể điều chế natri được vậy mình điều chế bằng phương pháp thủy luyện ở đây là điều chế bằng bạc câu số 10 Công thức nào sau đây là công thức của chất béo không no? Là công thức của chất béo không no <laughs> Công thức nào sau đây là công thức của chất béo không no? Thì công thức của chất béo không no Thì cái chất béo no của mình thì chỉ có mỗi là thằng 3-stearin uh, và 3-palmitin thôi Đúng chưa? Vậy chất béo không no Anh này không thể chất béo được Đúng không? Đây này, đây là 3-palmitin rồi Đây là 3 rồi Vậy chất béo không no chúng ta là C17H33CO tất cả 3 lần C3H5 Đáp án đúng là đáp án này Ok nhá rất tốt Úi sổ câu 11 mới hay Thấy nó hơn nữa Câu 11 mới hay đấy Các bạn làm câu 11 đáp án gì Câu này là kiểm tra về kiến thức lớp 11 Nhá, cái kiến thức lớp 11 này thầy ôn ở trong khóa tổng ôn Bạn nào mà quên thì uh, vui lòng mở lại cái khóa tổng ôn để coi cho kỹ nhá Phần kiến thức này là kiến thức lớp 11 rồi nhá ở đây là khóa luyện đề những câu này mình phải ăn được để chưa kiến thức nền tảng mình chưa vững thì mình phải mở lại khóa tổng ôn câu 11 để giúp cây trồng sinh trưởng nhanh đặc biệt là các cây rau rau cải rau muống xà lách thì người nông dân thường sử dụng loại phân nào sau để để bón cho cây thì cái lưu ý cho thầy rằng là để bón cho cây mà giúp cho cây trồng sinh trưởng nhanh ấy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thằng là gọi là thằng phân đạm nhé phân đạm phân đạm phân đạm là cung cấp nguyên tố nitơ cho cây trồng được chưa phân đạm là cung cấp nguyên tố nitơ cho cây trồng vậy này ở đây chỉ có đạm ure thôi cung cấp nguyên tố nitơ NH2 tất cả hai lần CO được chưa câu 12 ion kim loại nào sau đây có tính oxy hóa yếu nhất ion kim loại nào sau đây có tính oxy hóa yếu nhất trong số nhôm 3 cộng sắt 2 cộng sắt 3 cộng bạc cộng tính oxy hóa yếu nhất nha các em lưu ý ạ tính oxy hóa yếu nhất thế thì tính oxy hóa yếu nhất thì tương đương với việc là tính khử của anh kim loại nó phải mạnh nhất đúng không vậy thì nó chỉ có thể là đáp án a à, nhôm thôi được chưa tiếp nha các em nha câu 13 ba câu mười chất C6H5 nữa hai thực ra thì những cái câu đầu ở bên trong cái đề thi tốt nghiệp thì nó sẽ rất là dễ nó định hướng nó chỉ là tốt nghiệp thôi mà thì cố gắng là chúng ta làm để không bị sai câu nào nhé thì đấy là một thay thành thành công của chúng ta câu 13 chất C6H5 nữa hai anilin phản ứng được với chất nào sau đây tạo thành kết tủa trắng thì anilin thì nó chỉ có tác dụng với brom để tạo thành kết tủa trắng thôi chứ còn còn tác dụng với thằng nào nữa đúng không b bỏ câu 14 chất nào sau đây tham gia phản ứng trắng hương chất nào sau đây tham gia phản ứng trắng gương thì để tham gia phản ứng trắng gương ấy thì nó phải là những cái anh mà có nhóm ZO đúng không? Sen không, xác không, glucose này, tinh bột không. Ok. Câu 15. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất Tính dẫn điện tốt nhất thế mình phải đọc thôi ạ. À. Đọc đúng là thứ tự nhỉ? Là gì nào? là gì ạ? Bạc Đúng không? Bạc, đồng Bạc rồi đến đồng Thế thì thằng bạc nó sẽ là thằng dẫn điện tốt nhất Ok Thằng bạc Ok Rất là tốt Có Câu 16 Tính chất vật lý nào sau đây không phải của Saccharose Không phải Nhá Lưu ý cho thầy từ không phải Chúng ta hay nhầm lắm Ta trong nước là phải Chất rắn là phải Đấy chưa Vị ngọt là phải Nhưng màu trắng không Không phải Nó là không màu các em nhé Không màu ạ vì vậy nên không phải là màu trắng Câu 17 Trong bảng tuần hoàn thì nhóm các nguyên tố nào chỉ gồm kim loại? Trong bảng tuần hoàn thì nhóm nguyên tố nào chỉ gồm kim loại? Chúng ta lưu ý cái từ, từ ở đây là từ chỉ gồm kim loại nhé Thì các cái nguyên tố mà chỉ gồm kim loại ấy, Thì nó là tất cả các nguyên tố nhóm B Chỉ có tất cả các nguyên tố nhóm B mới là gồm kim loại mà thôi Được chưa? Nhóm 1A thì nó vẫn dính anh hero đúng chưa nhóm 3 thì vẫn dính anh bo nói chung là nhóm nào cũng dính phi kim đúng chưa trừ nhóm 2 a và tất cả nhóm b vậy đáp án đúng là đáp án b thực ra anh berry cũng không được tính là kim loại cho lắm đúng không câu 18 tám câu mười tám à? loại đường nào được điều chế loại đường nào được điều chế từ thủy phân tinh bột trong môi trường axit loại đường nào được điều chế từ thủy phân tinh bột trong môi trường axit Thì tinh bột mà thủy phân trong môi trường axit Thì chúng ta sẽ thu được anh glucose Đúng không? Đáp án đúng là đáp án C Câu 19-12 này Một chất X có công thức là C3H7 Nấu 2 Biết X tác dụng được với dung dịch HCl Được chưa? Và tác dụng được với cả NaOH Vậy là dịch X này chúng ta phải lưỡng tính rồi đấy và nó làm mất màu cả dung dịch Brom ở điều kiện thường Cái này này Thì tương đương với x phải có nối đôi cc Thì nó mới làm mất màu được dung dịch Brom ở điều kiện thường Chúng ta nhớ nhé Chúng ta nắm chắc từng cái lý luận mà do thể nói Để ta làm được Được không ạ Vậy thì ở đây mình có này Mình viết từng là anh nè Amonicrylat Acrylat thì đây là Acry này NH4 Anh này có pcc mất màu Brom này anh này muối amoni tác dụng đối với cả HCL và cả nó hát Vậy là thỏa mãn luôn nhá Vậy câu 19 Câu 19 chúng ta đáp án là đáp án A Amoni acrylate Các em hay bị sai chỗ này Các em hay bị nhầm chỗ này lắm Thế nên là thầy chọn lọc những cái đề nào hay Mà chúng ta hay sai ấy, Thì thầy cho ở đây nhá Câu 20 Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm metin acetat CH3COO CH3 và ethyl acetat CH3COO C2H5. Được chưa? Trong dung dịch NaOH thì sản phẩm thu được gồm những cái gì? Thì sản phẩm mình thu được chắc chắn là có CH3CONA. Được chưa? Và gì? Và CH3OH và C2H5OH thì anh này là muối một muối thôi và hai ăn côn một muối và hai ăn côn nhá một muối và hai ăn côn đáp án đúng chúng ta là đáp án c một muối hai ăn côn câu 21 câu 21 điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại nhóm 2 a điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại nhóm 2 a Thế thì kim loại nhóm 2A nó hóa trị 2. Muối clorua MCl2. Điện phân nóng chảy thì ở K tốt mình thu được 6 gam kim loại. Và ở A nốt mình thu được khí thoát ra là khí clo số mol khí bằng 3,36 chia 2,4 0,15. Mình suy ra này bằng 0,15. Vậy đến đây mình sẽ tìm được phân tử khối, nguyên tử khối của kim loại bằng 6 chia cho 0,15. 6 chia 0,15 mình như bằng 40 phải không em? 6 này. 0,15 40 chuẩn luôn 40 chuẩn luôn Vậy Nguyên tử khối của anh kim loại này bằng 40 Vậy nó là D Canxi Nhá Nó là D Canxi Ok chưa Đáp án đúng là đáp án D Canxi D ạ 22 Thí nghiệm nào sau đây chắc chắn có bọt khí thoát ra Ôi, ừ, Câu này thì các bạn hay sợ lắm Các bạn thử làm xem là câu 22 đáp án gì Thí nghiệm nào sau đây chắc chắn có bọt khí thoát ra Cho mẫu ma vào hắt ba loãng Lưu ý cho thầy cái từ chắc chắn nhé và vào hắt ba loãng nó vẫn có thể khả năng sinh ra nở 4 mà không có khí Nên chưa được Nhưng mà sắt vào h 4 loãng thì chắc chắn 100% là sinh ra khí hero Đúng không? Chắc chắn 100% là phản ứng này phải sinh ra khí hero Đồng vào h 4 loãng nóng thì không có khí, chắc chắn không có khí nhôm và HNO3 nguội thì nhôm không phản ứng HNO3 nguội. Nó bị thụ động. Được chưa? Vậy 22 này chắc chắn thì phải là đoán B, đừng để bị lừa hình đáp bán A nhá. Đừng để bị lừa, các em dễ bị lừa lắm. Ở đây đề bài hỏi chắc chắn mà. Ý A nó vẫn có thể tạo thành NH4 nhá. Câu 23. Câu 23. Để chứng minh phân tử glucose để chứng minh phân tử glucose có nhiều nhóm hydroxin. Để chứng minh phân tử glucose có nhiều nhóm hydroxin thì thì người ta dùng phản ứng nào sau đây lưu ý cho thầy là chỉ cần chứng minh là có nhiều nhóm hydroxin thôi chứ không phải là chứng minh có 5 nhóm hydroxin nếu chứng minh có 5 nhóm hydroxin thì là tác dụng với lại anhydride acetic để tạo thành este năm chức nhưng đây chứng minh nhiều nhóm hydroxin có nghĩa là chỉ chứng minh tính chất là ancol đa chức thì chứng minh tính chất ancol đa chức thì chỉ cần là hòa tan CO2 lần ở điều kiện thường tạo thành dung dịch màu xanh thôi được chưa? Chúng ta nhớ nhá. D những cái lý thuyết mình cần nắm được câu 24. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Phát biểu nào sau đây là không đúng? Tơ ni lông 6,6 được điều chế từ hexamethylendiamine đúng. Nhưng và axit adipic mới chính xác. Được chưa? Ý B này. Sợi bông tơ tằm thuộc loại polymer thiên nhiên Sợi bông này Tơ tằm này Thuộc loại polymer thiên nhiên Chính xác nhỉ Đúng không? Nó chính là polymer thiên nhiên đấy Polyethylene Và polyvinyl chloride là sản phẩm phản ứng trùng hợp Cái này đúng Tơ visco, tơ cellulose acetate đều thuộc loại tơ nhân tạo Đúng Vậy ở đây để bài hỏi không đúng Không đúng thì mình chọn A các em ạ Đừng để bị lừa Không đúng mình chọn A Nhá yeah câu 25 câu 25 đấy đừng để bị lừa cái này chỉ có đừng để bị lừa thôi câu 25 phản ứng xảy ra trong dung dịch có phương trình ion rút gọn cái phương trình ion rút gọn này thầy cũng ôn trong tổng ôn nhá thì phản ứng xảy ra trong dung dịch có phương trình ion rút gọn là thì mình lưu ý là cái điều kiện để mà nó có ở bên trong phương trình ion rút gọn là nó tồn tại chất kết tủa hoặc chất khí hoặc chất điện lý yếu được chưa nhưng ở đây này mgh hai lần là chất kết tủa nhưng trong phương trình ion rút gọn này không có mgh lần nên bỏ Đấy chưa? Các em tinh ý nhá. Ở trong phương trình C này có nước, nước là chất lý yếu, nhưng trong phương trình ion rút gọn này không có nước. Bỏ tiếp. À, HCO3 trừ là chất điện lý yếu. Đáng nhất trong phương trình này phải có HCO3 trừ nhưng không có. Bỏ nốt. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Ok chưa? Câu 26. Trường hợp nào sau đây xảy ra hiện tượng ăn mòn kim loại? Thế thì chúng ta lại phải nhớ đến điều kiện để xảy ra ăn mòn kim loại là gì? Thì điều kiện để xảy ra ăn mòn kim loại nhá điều kiện để xảy ra ăn mòn kim loại của chúng ta đó là gì đó là hai điện cực khác nhau mặt bản chất vậy ở đây mình có đồng nguyên chất không hai điện cực bỏ ra à? đấy chưa tiếp tục này thanh nhôm nguyên chất nhôm nguyên chất cũng bỏ rồi ăn mòn điện hóa thường xảy ra từ cái kim loại mà không nguyên chất phủ lớp sơn vào cửa bằng nhôm thì làm sao có hai điện cực được để thanh thép thép có hai điện cực sắt carbon khác nhau và bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường không khí ẩm là môi trường dung dịch chất địa ly rồi vậy thỏa mãn vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D nhá D được chưa câu 27 27 các bạn thử, thử tính toán xem đáp án gì câu 27 này là một cái câu mà hỏi về kiến thức lớp 11 đây là phần kiến thức trong cái phần đại cương nhá mà thầy nghĩ rằng là nhiều bạn là hay bị nhầm ở cái câu 27 này lắm Nhiều bạn hay bị nhầm ở câu 27 lắm Các bạn cùng thử làm xem nào 27 đáp án gì Methadone là một loại thuốc dùng trong cai nghiện Ma túy nó cũng là chất gây nghiện Nhưng nhẹ hơn ma túy thông thường Và dễ kiểm soát hơn Phần trăm khối lượng nguyên tố trong methanol như sau Vậy ở đây mình đặt này CX HI OZ Được chưa? NT Mình có X Chia Y chia Z chia T bằng phần trăm khối lượng carbon. 81,553 chia 12 chia phần trăm khối lượng hiro 8,378 chia 1 chia phần trăm khối lượng của oxy. Oxy mình chưa biết, bây giờ mình phải tính. Oxy bằng 100%. Trừ đi này. 81,553 này. Trừ đi này. 8,378 này. Trừ đi này. 4,531 này bằng này. Đây ạ. 5,538 chia cho chia cho 16. Nitơ này, 4,531 chia 14. Cái này kiểm tra ở kiến thức lớp 11 các em nhá. Cái này kiểm tra kiến thức lớp 11 đấy. Và thực ra cái câu 27 này thầy cũng nghĩ nó rất dễ có ở trong đề thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia nó rất dễ có luôn bởi vì nó vừa kiểm, kiểm tra kiến thức lớp 11 mà nó vừa kiểm tra rất là tổng rất là tổng quát về một cái vấn đề là một cái vấn đề mà là cái câu hỏi này nó rất là hay câu hỏi này nó rất thực tế nhá mình có này 81,553 chia cho 12 bằng 6,79 chia 8,378 chia 5,538 chia 16 bằng 0,346 chia 4,531 chia 14 bằng 0,32 Đấy chưa Vậy ở đây này Sau khi ra được bọn này rồi nhá Thì mình sẽ lấy tất cả những cái này chia cho anh mà số nhỏ nhất Anh số nhỏ nhất ở trong này anh 0,32 Đấy chưa Vậy mình sẽ có 6,79 chia 0,32 bằng 21,21 21. Đấy chưa 8, 378 chia cho 0,32 bằng 26,18 0,346 chia cho 0,32 bằng 1,081 chia cho 1 0,32 chia 0,32 bằng 1 Đấy chưa? Vậy ở đây mình sẽ tìm được là số nguyên tử ở trong phân tử methanol thì nó gần bằng bao nhiêu? Đây, nó gần bằng 21 Đúng không ạ? Bởi vì người ta biết rằng là bên trong phân tử metanol chỉ có một nguyên tử nitơ thì đây một nitơ rồi. Vậy nó gần bằng 21. Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Hay chưa? Một câu rất hay, một câu rất quan trọng nhé. Câu tiếp theo câu 28 ạ. Câu này là nhiều bạn bị lừa câu 28. Cho 12 g hỗn hợp gồm sắt và đồng tác dụng với H2SO4 loãng dư. Được chưa? Thì thu được khí hiro. Mình tìm được số mol hiro của mình bằng 0,1. Và m gam kim loại không tan. m gam kim loại không tan thì kim loại đồng là kim loại không tan rồi. Được chưa? Vậy thì ngay lập tức mình sẽ có này. Một thằng sắt thì nó sinh ra một thằng hiro đúng không? Ai à, cũng biết điều đấy bởi vì sắt đến sắt dương 2 mà cái này mình nhẩm được không cần phải bấm vào toàn e nữa nhá vậy ở đây mình sẽ tìm được số mol sắt là bằng không phẩy một và ngay lập tức mình tìm được khối lượng của đồng mình lấy 12 trừ đi năm phẩy bằng sáu phẩy vậy khối lượng của đồng bằng sáu phẩy vậy mình có giá trị của m kim loại không tan là bằng sáu phẩy bốn à sáu phẩy bốn ok nhá hai mươi tám đáp án dễ mà đúng không thầy bảo rồi nó dễ lắm câu hai mươi chín Câu 29. Hỗn hợp X gồm H2O. Hỗn hợp X gồm HCHO này, CH3COOH này, HCOOCH3 này và CH3OH này. Chia mở gam hỗn hợp X làm 3 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được bạc số mon bạc bằng 108 chia 108 bằng 1. Được chưa? 108 chia 108 bằng 1. Thế thì phản ứng với AgNO3 trong NH3 là gồm có anh nào? HCO và HCOCH3. Hai anh này không phản ứng. Được chưa? Phần 2 tác dụng vừa đủ với NaOH. Số mol NaOH chúng ta bằng 1 nhân 0,5 bằng 0,5. Thì tác dụng với NaOH lúc này là CH3COH và HCOCH3 thì thu được muối thì muối của chúng ta là muối gồm CH3 COONA và HCOONA khối lượng muối bằng 36,8 À vậy mình dựa luôn anh này để mình giải được luôn này mình đặt anh này là A anh này là B đúng không thì mình sẽ có này hệ phương trình anh này ăn một đá hoắt anh này ăn một đá hoắt A cộng B bằng Phương trình thứ hai này CS3CO thì nó chính số mol của nó chính bằng số mol CS3COH à CO nữa A, A mol anh này là B. Vậy mình sẽ có khối lượng đây là 82A cộng với lại 68B của mình bằng 36,8. Hình như bút thấy hết mực. Kem đợi thì sẽ tẹo. À, 36,8 không chưa hết mực nó bị vậy Vậy để ở đây mình bấm máy tính mình sẽ tìm được A và B ạ Bấm máy tính nhá 1 bằng 1 bằng 0,5 bằng 82 bằng 68 bằng 36,8 bằng Úi lẻ thế Đây chứ A bằng 0,2 B bằng 0,3 Được không ạ? Rồi ok cảm ơn A không 0 2B không 0.3. Phần 3 tác dụng với natri dư. Phần 3 tác dụng natri dư. Thì thu được khí hiro 0.3. Thì tác dụng với lại natri dư thì chỉ có nhóm CH và nhóm OH thôi đúng không ạ? Vậy ở đây thì mình sẽ suy được số mol nhóm COOH cộng OH bằng 2 lần số mon H2 Và bằng 2 x 0 bằng 0.6 2 x 0 bằng 0 ,6. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm ra được Số mon nhóm OH Bởi vì số mon nhóm COH mình biết rồi Đây phải 2 rồi Nó sẽ bằng là 0.6 Trừ đi 0.3 trừ 0 ,2. Thì bằng 0 ,4. Vậy số mon CH3OH bằng 0 ,4. Được không ạ? Dễ mà Thế giờ tìm bạc thôi Từ bạc đây mình có này Anh này Thì cho hai anh bạc Đúng không? Vậy mình sẽ có là số mon HCSO Cho bốn anh bạc cơ Anh này là C Thì phải số mon bạc này một nó sẽ bằng là 4 lần C Cộng với hai lần B không? Từ đó mình tìm được C bằng 1 trừ đi 0,6 thì bằng 0,4 chia cho 4 thì bằng 0,1. Vậy cái này bằng 0,1. Được chưa? Vậy đây là số mol của một phần. Nhưng đề bài hỏi chúng ta là giá trị của m là giá trị của toàn bộ hỗn hợp x. Thì mình muốn tìm được giá trị của m toàn bộ hợp, giá trị hỗn hợp x thì mình cộng hết cái khối lượng của này rồi mình nhân 3. Mình sẽ có khối lượng 0,1 nhân với anh này là bằng 30 này cộng với 0,2 nhân với anh này là 60 này cộng với anh này là 0,3 nhân với cháu này là cũng bằng 60 này cộng với 0,4 nhân 32 này giá trị chúng ta bằng 45,8 gam nhá 45,8 gam nhưng chưa chọn được ngay đâu bạn nào chọn 45,8 là toang này mình phải nhân 3 nữa 137,4 được chưa 137,4 mới là đáp án chính xác của chúng ta đáp án đúng là đáp án C 137,4 mới là đáp án chính xác chúng ta. Đây là một câu rất là hay hỏi về chương trình lớp 11 ở trong cái câu số 29 này. Đấy, chúng ta cần phải lưu ý nhé. Tiếp. Câu tiếp theo. Hay chưa? Câu tiếp theo, câu số 30 nhé các em nhé. Câu số 30. Cho hỗn hợp gồm nhôm và magie cho hỗn hợp X gồm nhôm này, magie này. Tác dụng với 1 lít tác dụng với 1 lít. Hỗn hợp gồm AgNO3. Số mol AgNO3 bằng a nhân với 1, a này. Và CuNO3 hai lần. 2a nhân 1 là 2a này. Thu được chất rắn là 45,2 gam được chưa? Cho chất rắn này tác dụng với H2SO4 đặc nóng thì thu được khí SO2. Số mol SO2 bằng 7,84 chia cho 2,4 bằng 0,35. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, xác định giá trị của A. Rồi. Thế giờ ta lưu ý này hỗn hợp nhôm và magie tác dụng với 1 lít dung dịch gồm AgNO3 này, cuno 3 hai lần này để thu được 45,2 gam chất rắn Y. Đây là chất rắn Y này. Mình chưa biết chất rắn Y gồm những gì. Nhưng mà sau đó cho cái chất rắn Y này tác dụng với h 2 4 đặc nóng. Thì có phải là khi mà tác dụng với h 2 4 đặc nóng thì đây cái chất rắn Y này vào một cái dung dịch. Dung dịch này có thể có nhôm 3 cộng, có magie 2, 2 cộng. Chất rắn Y có thể có bạc, đồng, nhôm, magie, không quan tâm nhưng cuối cùng này, khi tác dụng với SO2 khi tác dụng H24 thì cái chất rắn Y này cuối cùng nó cũng lên số xóa cao nhất. Đúng không ạ? Đây dù có ra bạc, dù có ra đồng thì cuối cùng cũng ra bạc cộng và cũng ra đồng hai cộng. Đúng không? Thì bản chất thì nó vẫn quay về như thế đúng không? Vậy là cái sự mà cái sự mà trao đổi e này, này Cái sự mà trao đổi e này là nó là chính là cái sự trao đổi từ nhôm magie và lưu hình dương 6 về lưu hình dương 4 Có vậy thôi Đúng không ạ? Nó là một cái sự trao đổi E giữa những ngành này Thế thì mình phải nhìn ra được cái sự trao đổi E đi trước Các em nhé Mình phải nhìn ra được cái sự trao đổi E đi trước Thì mình mới giải được Được không? Thế thì bây giờ này Bây giờ nếu mà chúng ta mà bảo toàn E ấy Nếu mà chúng ta mà bảo toàn E của bài này Bởi vì đề bài yêu cầu chúng ta xác định A mà Giá trị của A mà ở đây đề bài lại chỉ cho chúng ta là mỗi là là 50 mấy thôi ạ. Ở đây đề bài chỉ cho chúng ta mỗi cái giá trị duy nhất từ từ đợi tí tiểu. Ở đây đề bài lại chỉ cho chúng ta mỗi một cái giá trị là khối lượng của chất rắn y là bằng 45,2 gram Thế thì từ đây mình sẽ xử lý như thế nào để mình giải được cái chỗ đoạn này. Đúng không? căng đấy. Không phải đùa đâu. Thì mình có số mol SO2 bằng 0,35 nhá. Thế bây giờ mình phải giải chia trường hợp thôi chứ mình biết làm sao Bài này bắt buộc phải chia trường hợp các em ạ Nhá Thế thì các em quan sát non thầy chia trường hợp này Nếu mà hỗn hợp Y này của mình Nếu hỗn hợp Y này của mình này Chỉ có bạc Nếu hỗn hợp Y này của mình chỉ có bạc Trường hợp số 1 nhá Trường hợp số 1 thầy cứ giải trường hợp số 1 này Trường hợp số 1 nếu hỗn hợp Y của mình chỉ có bạc Y chỉ có bạc thì mình dẫn đến bảo toàn e bạc không lên bạc dương 1 một, một lần số mol bạc sẽ bằng lưu hình dương 6 và lưu hình dương 4 2 lần số mol SO2 và bằng là 2 x 0.35 bằng 0.7 số mol bạc bằng 0.7 vậy khối lượng nó sẽ bằng là 0.7 nhân 1.08 khối lượng bằng 75,6 lớn hơn 45,2 loại không thể chỉ có mẫu bạc được chưa trường hợp số 2 là y chúng ta gồm bạc và đồng nếu mà nó gồm bạc và đồng ấy, thì mình có hệ đúng không ạ thôi mình cứ đặt luôn nhỉ yeah. mình đặt số mon bạc của mình nếu mà có bạc và đồng thì bạc là chui hết vào đây rồi là a đồng của mình là b mon đi chưa chắc đồng đã vào hết thì mình sẽ có cái hệ phương trình của mình là khối lượng này 108 a cộng 64 b thì bằng 45,2 ok nhá phương trình thứ hai bảo toàn e bạc lên bạc dương 1 a đồng không lên đồng dương 2 2 b bằng lưu hình dương 6 và lưu hình dương 4 2 x 0,35 vậy đến đây mình tìm được bạc và đồng 912 này 108 bằng 64 bằng 45,2 bằng 1 bằng 2 bằng 2 nhân 0,35 bằng Đây A bằng 0,3 B bằng 0,2 thỏa mãn luôn Vậy mình tìm được A luôn đúng không? Vậy mình tìm được A luôn A bằng 0,3 luôn A bằng 0,3 vậy mình chọn luôn đáp án đúng của chúng ta Nó là đáp án B Bỏ A bằng 0,3 luôn Các em thấy dễ chưa? Dễ ọt không? Dễ mà Đúng không? Thế là cái câu này, cái cách giải của nó là cách giải theo trường hợp thôi Không có gì đặc biệt cả Nhá. Câu số 31 Chất X thuộc loại monosaccharide Chất X thuộc loại monosaccharide Ok Monosaccharide thì monosaccharide mình chỉ học có glu và Fruit thôi Thì chung quy công thức của nó đều là C6H12O6 hết đốt cháy hết MgX thì thu được CO2 đem lên men rượu MgX ở hiệu suất 80%. lên men rượu hiệu suất 80% 0 tạm thì thu được thể tích dung dịch ancol etylic C2H5OH 40 độ. Đây. Vậy hoàn toàn mình tìm được V nguyên chất bằng 46 nhân 0,4. Về nguyên chất bằng 46 nhân 0,4. 18,4 ml đây là về nguyên chất. Và từ đây thì thầy tìm được khối lượng của C2H5OH nguyên chất. D bằng m trên V. m bằng D nhân V. D bằng 0,8. Đây nhân với lại n bằng 14,72. Và từ đây mình tìm được số mol của CH amoh 14,72 chia cho 46. 0,32 mol ạ. À. 0,32 mol. Vậy ngay lập tức chúng ta sẽ tìm ngược lại được số mol của C6H12O6. 0,32 x 1 chia 2 bằng 0, 0,32 x 1 nhân chéo nhé chia 2 là bằng 0,16. Chưa dừng lại đấy là thuận nhân nghịch chia, thuận thì nhân hiệu suất nghịch thì chia hiệu suất chia 0,8 0,16 mà chia cho 0,8 à? 0,2 Ok chưa? Với 0,2 thì số mol của C6H12O6 là 0,2. Vậy mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. 0,2 x 6 đây bằng 1,2. Vậy mình tìm được thể tích V thể tích của CO2 1,2 x bằng 26,88. 88 26,88 Đáp án đúng là đáp án B Bỏ Để với câu A1 Thầy rất thích câu này Bởi vì câu này nó hơi lạ Nó hơi khác so với những cái kiểu Về bọn các Bogirat ngày trước chúng ta học Nên là thầy rất thích câu này Nên là thầy để cái đề này để cho chúng ta làm Bởi vì cái câu này nó hay Câu 32 này thầy cũng thích này Bởi vì là ở cái câu 32 này Nó là một cái câu mà nó Nói thế nào nhỉ? Nó rất dễ có ở trong cả đề đánh giá năng lực nữa nhé của cái câu 32 này này nó rất dễ có cả cái kể cả trong cái đề đánh giá năng lực nó cũng rất dễ có thế nên là thầy mới cho cái câu 32 ở đây để chúng ta làm thì uh, nội dung câu 32 nhé chúng ta cùng chữa nhé khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol bon, một peptide A mạch hở được tạo bởi từ các alpha amino acid có một nhóm đợt 2 và một nhóm amino acid peptide A này đề bài anh ta là 0,1 này bằng lượng dung dịch NaOH gấp đôi lượng NaOH phản ứng Có nghĩa là nó dư ra một phần đấy Thu được dung dịch X Cô cạn dung dịch X Thu được hỗn hợp chất rắn Dung dịch X Trong cái dung dịch X này thì gồm có chất rắn này Và nước Đúng ạ Cô cạn dung dịch X thì thu được hỗn hợp chất rắn Tăng so với khối lượng của A Thế thì yêu cầu này là bảo toàn khối lượng còn gì nữa Đúng không Yêu cầu này là bảo toàn khối lượng rồi Nhìn này viết ngay là bảo toàn khối lượng Đúng không? Vậy bây giờ mình bảo toàn khối lượng thế nào? Thì uh, bây giờ thế này nhá. Mình đặt mình biết là khi mà thủy phân trong môi trường NaOH ấy khi thủy phân trong môi trường NaOH ấy thì mình cứ đặt là giả sử ở bên trong anh A này này có a anh anh alpha amino acid có nghĩa là anh A được tạo bởi từ A amino acid. A được tạo bởi từ A, a amino acid. Anh A này gồm A amino acid. Vậy nó sẽ phản ứng với lại nh a NaOH bình thường trong cái phản ứng mà peptide thủy phân trong môi trường kiềm mình luôn luôn có là số mol của peptide chính bằng số mol của nước đây không phải một thì đây là không phải một a nữa vậy hoàn toàn ở đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng mình có khối lượng của a cộng với khối lượng của NaOH thì bằng khối lượng của chất rắn cộng khối lượng của nước được chưa Thế mà khối lượng chất rắn tăng so với khối lượng của amino acid là 78,2 có nghĩa là khối lượng của chất rắn trừ khối lượng của A bằng 78,2. Thế là mình chuyển A sang bên này rồi. Vậy chuyển nước sang bên này. Vậy suy ra này m của NaOH trừ m nước thì phải chính bằng là m chất rắn trừ m A không? Bằng 78,2 không? Vậy mình có này M của nó AWAT thì bằng 40 x 0.1A Thì bằng 78,2 Cộng 0.1 x 18 Vậy tới đây mình tìm được A 78,2 cộng 0,1 x 18 bằng chia 4 bằng A bằng Từ từ thầy đang bị nhầm đâu đó 78,2 0,1 18 rồi. À đây là a, đây là 0,1 thì phản ứng a. Đấy. Chỗ này là đề bài nói chúng ta là khối lượng NaOH lấy gấp đôi lượng cần phản ứng cơ mà. Thì đây lượng cần đây là lượng cần phản ứng là 0,1a vậy thì nó sẽ phải là 4. Vậy là vậy là lấy gấp đôi thì là nó phải lấy là 0,2a. Nên chỗ này sẽ là nhân với 0,2a. Rồi ở đây nó sẽ bằng là A à, nó sẽ bằng 78,2 cộng với 1,8 bằng chia cho 40 x 0,2 là chia cho 8 bằng 10, A à, bằng 10. Vậy suy ra anh amino acid này được tạo bởi từ 10 anh Sorry, anh peptide được, được tạo bởi từ 10 gốc amino acid và 10 gốc amino acid thì nó sẽ có 9 liên kết peptide. Ok không? Nhá. nó sẽ có 9 lên kết peptide đó các bạn hiểu không ạ các bạn hiểu cái chỗ này không thực ra nó dễ lắm về tít mà đoạn này thì cũng dạy nhiều rồi đáp án đúng là đáp án c để để lại một tí cho chúng ta cùng quan sát bạn nào có thắc mắc gì không hiểu gì hỏi luôn nhé có chỗ nào không hiểu hỏi hỏi luôn thầy thầy giải đáp cho ok không tiếp nhé câu 33 mươi câu 33 là một cái câu về đúng tỷ lệ Câu này thì thực ra nó dễ nhưng mà các bạn lại sợ Thực ra về mặt bản chất câu này nó rất là dễ Nhưng mà các bạn rất là hay sợ cái câu 33 này Các em cùng nhìn nhá, cùng quan sát nhé Đầu tiên là x để tạo thành y và CO2 X này tạo thành y này Cộng CO2 này. đây cần nung nóng này Y lại cộng được với nước để tạo thành Z Vậy suy ra này, X này là muối có chứa carbon, nó có thể là muối hydrocarbonat và nó cũng có thể là muối carbonat. Nhưng anh Y này chắc chắn là oxit. Nhưng oxit này lại phải tác dụng với nước. Vậy mình chỉ còn là oxit của canxi hoặc là oxit của bari. Vậy anh X này chỉ có thể là CaCO3 hoặc BaCO3. Được chưa? Thì khi ta dùng với nước thì ra được anh Z Thì anh Z chúng ta là CA hoặc 2 lần Hoặc BA hoặc này lần Ok chưa Thế còn anh T này T cộng với Z Để tạo thành R cộng với X T Cộng với Z Để tạo thành R Cộng với X Cộng với nước Hoặc là 2T Cộng với Z để tạo thành Q cộng X cộng hai nước thì tỷ lệ nó khác nhau. Được chưa? Tỷ lệ nó khác nhau mà ra sản phẩm khác nhau và một sản phẩm giống nhau thì vậy thì suy ra cái anh X này này là anh kết tụa này, đây có thể là CaCO3 hoặc BaCO3. Được chưa? Nhưng ở đồi bài yêu cầu chúng ta xác định R và Q lần lượt là gì? R và Q lần lượt là gì? Được chưa? Thế thì để mà phản ứng được theo tỷ lệ này với anh Z, đây anh Z đây nhá, là CA -OH 2 lần và PA có thể viết tắt Z là M OH2 lần cho dễ nhìn M có thể là sai, KCA, M có thể là PA Mà anh X này phản ứng hoặc là tỷ lệ 1, -1 hoặc tỷ lệ 12 2 Vậy X này chỉ có thể là muối HCO3 chứ T, T chỉ có thể là mối HCO3 chứ Thì mối HCO3 trừ khi cộng này thì nó sẽ thu được kết tủa là MCO3 Và nếu tỷ lệ 11 nhá Nếu tỷ lệ 11 Thì mình sẽ thu được là cái anh đầu này đầu này thì nó có thể là nhiều thứ lắm nó có thể như như chúng ta nhìn trong đáp án thì trong đầu này chỉ có thứ gì toàn bộ là kali thôi đúng không vậy là phải là bắt buộc phải là cao hco 3 thì mình sẽ thu được cao nếu tỷ lệ 11 còn nếu tỷ lệ 12 thì mình sẽ thu được k 2 co 3 bởi vì đây nếu mà đây thì nếu mà nếu mà nó tạo thành với tỷ lệ 11 thì hco 3 trừ ăn oh để tạo thành CO3 2 trừ và còn 1 OH trừ nữa kết hợp với K để tạo thành KOH H. Nên nếu mà tỷ lệ 2 có nghĩa là vì sẽ có 2 gốc HCO3 trừ cộng 2 OH trừ để tạo thành 2 gốc CO3 2 trừ và chỉ còn là à, vậy là thằng K này sẽ cướp lấy một gốc CO3 2 trừ để tạo thành K2CO3. Vậy suy ra R chúng ta là KOH và Q chúng ta là K2CO3. Được không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án này. Đây là một trong số những câu mà tốt học sinh sợ. Nhìn đến những câu này học sinh sợ chết khiếp. Thì những cái câu này thì những cái phương trình này có một cách chúng ta làm đấy là chúng ta phải làm nhiều thôi. Nắm bản chất thôi. Nhá. Mình sang câu tiếp câu số 34. Câu tiếp theo câu số 34 các em nhá, các em quan sát câu tiếp theo của số 34. 34 là oxy hóa hoàn toàn. Oxy hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm magie này, Fe này, và CU này oxy hóa hoàn toàn là cộng oxy này thu được này 44 g hỗn hợp gồm MgO này Fe2O3 này CuO này được không nhỉ Đây là 44 g này hòa tan hết bằng H24 loãng dư thì mình thu được dung dịch X Vậy dung dịch X của chúng ta là gồm MgSO4 Fe2 SO43 lần Và CuSO4 Đây là Z Cho toàn bộ Z Tác dụng với NaOH dư Thì mình sẽ thu được hội kết tủa MgOH2 lần FeOH 3 lần và CuOH hai lần. Được không? Chỗ này là 54 58,4 k Đề bài yêu cầu xác định giá trị của M ban đầu này. Thế thì câu chuyện nó lại quá đơn giản. Câu chuyện bây giờ nó lại quá đơn giản với chúng ta. Nếu ta biết cách tách, chúng ta nhìn cái cách tách như này nhá, mình tách này. Có phải là cái hỗn hợp oxit này của thầy thấy tách ra là chỉ gồm Maze này, Fe này, Cu và oxy trong oxit đúng không? Thế còn cái hỗn hợp hydroxit này, thầy tách nó này, có phải chỉ gồm Maze, Fe, Cu và OH chứ không? Thế là cái bọn này làm nó bê nguyên từ đây ra đây cái gì? Y xì nhau cái gì? Đúng không? Bọn này nó y nguyên như nhau, nó y xì nhau nó khác nhau muốn oxy trong oxit và OH trừ thôi Đúng không ạ? Thế thì nếu thầy đặt số mol oxy trong oxit là A Thì oxy trong oxit là tích 2 trừ đúng không? Thì bạn về mặt bảo toàn diện tích Thì tổng số mol điện tích âm sẽ phải bằng tổng số mol điện tích dương Đây thằng này sẽ bằng tổng số mol điện tích này Thằng này sẽ bằng tổng số mol điện tích này Mà hai thằng này lại bằng nhau Nó là một Nên tổng số mol điện tích âm phải bằng nhau Vậy này là Trừ 2A thì anh này cũng là Phải là trừ 2A đây là trừ 1 rồi Thì nó còn là 2A Vậy số mol mol trừ là 2A Về mặt bảo toàn khối lượng Anh này là 44 gram Đây 44 gram Anh này là 58,4 gram Thì có phải cái khối lượng của nó chênh lệch nhau Hai này giống nhau chênh lệch nhau chỉ là khối lượng của oxy trong oxit Và khối lượng của oát trừ không Nó chênh lệch nhau không Đúng không ạ Vậy mình có này Khối lượng 58,4 Trừ đi 44 Thì gọi chính bằng khối lượng của anh OH trừ Đúng không? OH trừ đây là 16 cộng 1 là 17 17 nhân 2A Trừ đi anh oxy trong oxit là 16A Đến đây mình tìm A luôn Đến đây mình tìm A A của mình bằng uh, 17 nhân 2 Trừ 16 bằng 18 58,4 trừ 44 chia n bằng 0,8. A bằng 0,8. Được không ạ? A của chúng ta bằng 0,8. Thế thì vậy là mình sẽ tìm được khối lượng của magie của sắt của đồng bằng cách bảo toàn khối lượng mình có 44 trừ 0,8 x 16. 31,2 g. Nhá. 31,2 g vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 31 hai gam. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các em nhé. Đáp án C. Ok. Dễ không? Quan trọng nó là vấn đề mình tư duy thế nào thôi. Nhá. Quan trọng là vấn đề chúng ta tư duy thế nào thôi về cách giải. Tiếp tục sang câu tiếp theo. Là câu số 35. Câu số 35 các em nhé. 35 đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam Triglyceride X. Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam Triglyceride X. Ừ, vậy Triglyceride X chúng ta đặt là CX HI O6. Đề bài nói chúng ta đốt cháy 25,74 gam. Đốt cháy trong oxy thu được CO2 H2O. Số mol CO2 bằng 1,65. H2O chưa biết. Nếu cho 25,74 gam X tác dụng với đá hoạt đủ. Thu được glycerol C3H8O3 và muối. Mặt khác, 25,74 gam X tác dụng được tối đa với Brom là 0,06 mol. À vậy bài này bây giờ mình phải sử dụng một cái phương pháp đấy là phương pháp quy đổi nhá, một phương pháp cực kỳ đặc biệt. Ở cái câu 35 này, nếu chúng ta muốn giải được nhá, thì mình phải sử dụng phương pháp quy đổi. Quy đổi như thế nào? Thì bạn cùng quan sát non thầy quy đổi đây. Thầy sẽ quy đổi cái hỗn hợp này này. Nó trở thành một cái hỗn hợp gồm một anh chất béo no Đấy chưa ạ chất béo no nhưng thầy chưa biết được bao nhiêu Thì chất béo no Chất béo no Chất béo no và hero Chất béo no là CN H2N 6 O6 Sorry ạ, trừ 4 O6 Chất béo no thì trong phân tử của nó chỉ có 3 liên kết pi thôi 3 liên kết pi thì là CN, 2 n trừ 4 O6 Và hero Thì cái số mon hero này này Thì nó chính là cái số mon Mà nó phản ứng được với brom có nghĩa là cái thằng hero này nó là gọi thế nào nhỉ đây là phản ứng brom là 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 cái thằng chất béo nó bị hụt đi bao nhiêu hero đây đúng không bởi vì là số mol brom chính là số mol liquid mà thấy chưa thì có nghĩa là nó hụt đi hero thế thì đây hero đây sẽ là âm không phải không tương với lại số mol brom là không phải không đây là mình quy đổi brom về hero có điều là nó là số mol âm được không thì như này thì nó vẫn phản ứng với brom đúng không tiếp tục nhá các em nhá sau khi mình quy đổi thế rồi mình đặt số mon anh này là amon đi cho không bị trùng được không ạ vậy mình sẽ có là bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon na bằng một sáu được không bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon thì mình sẽ tìm được na bằng một sáu bảo toàn carbon n nhân a thì bằng một sáu Thứ hai là về khối lượng Bảo toàn khối lượng Thì chỗ này có phải là tổng khối lượng của nó là 14N Trừ 4 Cộng 16 x 6 Trừ 4 bằng 92 14N cộng 92 Nhân A Trừ đi 0.06 x 2 là trừ đi 0.12 Thì bằng khối lượng là 25,74 Và giải cái này Thì mình tìm được N và A Các bạn cũng bấm máy tính giúp thầy xem N bằng bao nhiêu và A bằng bao nhiêu Cả lúc bấm máy tính giúp thầy xem N bằng bao nhiêu và A bằng bao nhiêu ấy N bằng 55 A bằng 0,03 Ok Vậy ở đây nhá Mình có N bằng 55 rồi A bằng 0 03 rồi Đề bài yêu cầu tìm cái gì Đề bài bây giờ yêu cầu tìm mở muối Mở muối đây này A bằng 0 03 Thì ngay lập tức chúng ta sẽ tìm ra được Số mol của glycerol bằng 0 03 Số mol NaOH phản ứng vừa đủ là 0 phải 03 x 3 Đúng không? Đúng không ạ? Thế là câu chuyện bây giờ nó trở thành dễ dàng chưa? đúng không bây giờ bây 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 giờ câu chuyện các em đã thấy nó trở thành dễ dàng chưa với câu 35 này bây giờ các em đã thấy câu chuyện nó trở thành dễ dàng chưa thế thì có phải là bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta xác định giá trị của m không thì bây giờ có phải là mình đi bảo toàn khối lượng nữa là xong đúng không đúng không n 55 vậy chỗ này nó sẽ là c 55 h 2 x 55 trừ 4 cộng 16 x 6 bằng 202 Ô 6 Thầy bảo toàn khối lượng nhá Các em nhìn nhé 0, Nhân phần tử khối này đã 12 x 55 Cộng 202 Cộng 16 x 6 Phần tử khối nó bằng là 958 Trừ đi À nhân với lại 0,03 ra khối lượng của Bọn này Trừ đi 0,06 x 2 Thì bây giờ đây mới là khối lượng của glycerol À khối lượng của bọn chất béo này Ơ à. Tính cái này làm gì nhỉ? Khối lượng chất béo cho rồi đây. 25,74 đây. Ôi giời. Thừa hơi quá nhỉ. C55 xong rồi. Khối lượng bằng 25,74. Cộng với khối lượng của nó vừa đủ là 0,03 x 3. Nhân 40. Trừ đi khối lượng glycerol 0,03 x 92. Bằng m muối. 26,58 gram. Ok chưa? Vậy m muối của chúng ta bằng 26,58 nhé. Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? C Giá trị của M 26,58 gram Dễ à? Dễ à? Đúng không? Câu 36 Câu 36 ạ Cho 27,04 gram Cho 27,04 gram Các em đi ý nha cho 27,04 gram hỗn hợp chất rắn gồm Fe này FeO này Fe3O4 này Fe2O3 này FeNO3 hai lần này vào dung dịch chứa HCl 0,88 này HNO3 0,04 này Khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn Thu được dung dịch Y Thu được dung dịch Y Không chứa ion nữa 4 cộng Ngon nhá Và Khí Z Gồm NO2 Và N2O cho dung dịch AgNO3 đến dư vào y thì thấy thoát ra khí NO 0,02 mol sản phẩm khử duy nhất là không có n 4 rồi đồng thời thu được 133,84 gam kết tủa kết tủa 133,84 gam Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxy trong cái hỗn hợp này Đây là một câu mức độ vận dụng cao Đây là câu vô cơ Khó nhất bài Được chưa Thế thì chúng ta phải hiểu đây này nhá Thường những bài này tác dụng h cộng nấu 3 trừ Thì lúc nào trong đầu Chúng ta cũng phải mặc định rằng là Phải cẩn thận là trong này sẽ lên Sắt dương 3 Sắt dương 3 Sắt dương 2 Được chưa Cl trừ ở đây thì vẫn giữ nguyên nó là Cl trừ. Đúng chưa? Có NO2, có NO. Đúng chưa? Thế mà đây lại tác dụng với là HNO3 dư mà lại sinh ra NO nữa vậy chứng tỏ phải có ion NO3 trừ dư. Chứ nếu mà H cộng dư ở đây thì nó không thể à xuất hiện. Tác dụng với NO3 trừ mà sinh ra được NO thì chỗ này phải là H cộng dư. H cộng mà dư thì NO3 trừ phải hết. Chứ nếu NO3 trừ ở đây thì không làm gì có sinh ra được NO Được không? Thế thì mình đặt số mol sắt 3 cộng này là A mol Số mol của sắt 2 cộng là B mol Số mol của CL trừ của chúng ta là bằng 0,88 Số mol H cộng dư thì mình có thể tính được Số mol H cộng dư chính bằng số mol H cộng phản ứng Bằng 4 lần số mol NO đúng không em? Vậy là bằng 4 x 0,02 Vậy H cộng dư bằng 0,08 Ok chưa? Vậy nghe tức thầy có một biểu thức bảo toàn điện tích liên quan đến a và b. Bảo toàn điện tích thầy sẽ có 3a cộng 2b bằng 1 nhân 0, 0 1 nhân 0,88 trừ đi 0,08. Vậy là bằng 0,8. 3 cộng 2b 0,8. Được chưa? thì ở trong cái kết tủa này này mình sẽ có loại ion Cl trừ tác dụng với bạc cộng để tạo thành kết tủa của mình sẽ gồm hai cái một cái là kết tủa AgCl là 0,88 và thì đề phòng có phản ứng là bạc cộng do đề dư này bạc cộng sẽ tác dụng với sắt hai cộng để tạo thành kết tủa nữa là kết tủa bạc và ở đây thì tìm được số mol bạc 133 84 trừ đi 0,88 nhân bằng một đơn 108 cộng 35,5 bằng 7,56 chia 108 bằng 0.07 Số mòn bạc bằng 0.07 Vậy biểu thức thứ hai của thầy là bảo toàn electron Sắt dương 3 vẫn là sắt dương 3 nhé Sắt dương 2 đến sắt dương 3 vậy là B Thì bằng B thì bằng Dương 5 Về dương 2 3 lần số mòn ở Cộng với Bạc cộng về bạc 0 một lần số mòn bạc Vậy hoàn toàn ở đây mình tìm được B B bằng 0.7 cộng với 0.06 bằng 0.13 Đấy chưa Và mình tìm được A luôn Thế B bằng 0.8 Trừ 2 nhân 0.13 Bằng Chia 3 bằng 0.18 Đấy chưa Thấy ngon chưa Đấy chưa Giờ đề bài bảo là phần trăm khối lượng của nguyên tố oxy trong hỗn hợp này nhá. Vậy thì mình quy đổi này. Mình quy đổi cái hỗn hợp này. Về, quy đổi hỗn hợp này về. Còn là gồm Fe này, oxy trong oxit này. Và NO3. Được không? Thế thì Fe thì Fe mình bảo toàn sắt thì nó phải chính bằng tổng số mol của sắt 3 cộng và sắt 2 cộng 0,18 cộng 0,13 thì bằng 0,31 được không ạ? Còn uh, oxy và nấu 3 thì thầy đặt số mol oxy này là u số mol nấu 3 trừ là v số mol oxy là u số mol nấu 3 trừ là v thì hoàn toàn ở đây thầy sẽ có còn nữa đấy còn nữa chưa xong đâu còn nữa chưa xong chưa xong hỗn hợp khí từ từ để thầy nhìn xem bên này nó có cho số mol oxy không khuấy đều và đứng sẽ hoàn toàn được dị y 0,12 mol đấy chỗ này cho 0,12 mol hỗn hợp khí thì thầy đặt cái số mol của anh nấu hai này của thầy là n nấu hai của thầy là t thì này sẽ là 0,12 trừ t thì ngay lập tức ở đây thầy sẽ có một cái biểu thức tiếp theo là biểu thức bảo toàn nitơ thì có phải thầy sẽ được V nhân 1 cộng 0,04 nhân 1 thì bằng bên này không có nitơ này. T cộng với 2 nhân với 0,12 trừ T. Một biểu thức nhá. Bảo toàn nitơ nhá, là có V có T nhá. Được chưa ạ? Mặt khác mình có là số mol H cộng phản ứng có phải chính bằng Chính bằng ạ. À? À, 2 lần số mol NO2 2 nhân T cộng với 10 lần số mol của N2O 10 nhân với 0,12 trừ T. Mà số H cộng phản ứng mình tìm được 0,88 cộng 0,04. Chú ý có H cộng dư này. Trừ đi 0,08. Và ngay tức ở đây mình tìm được T luôn. Đấy chưa từ từ, từ 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 Chưa 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 tìm được T Chỗ này còn cộng nữa H cộng phản ứng cộng, cộng với oxy trong oxy cộng với 2 lần U Chưa tìm được Đây là có U và T Thế bây giờ mình giải cái hệ này mình sẽ tìm được Được U này T này V thì vẫn còn thiếu một cái nữa vẫn thì A à, thiếu một cái, cái này nữa là cái bảo toàn khối lượng Tổng khối lượng bằng 27,04 Vậy có một cái bảo toàn khối lượng 56 Nhân 0,31 Cộng 16 lần U Cộng với 62 lần V Thì bằng 27,04 Rồi Ok Lập được cái hệ này Đây là một câu vận dụng cao các em nhé Đây là một câu vận dụng cao đấy nhá Rất là hay luôn Mình có U bằng 0,14 Ok U bằng 0,14 V bằng 0,12 Và T thì bằng 0,08 Và ở đây đề bài hỏi chúng ta là Phần trăm khối lượng của oxy trong nguyên tố X có giá trị gần nhất với Đây Thì mình tìm được phần trăm khối lượng của oxy nhỉ Giá trị Oxy nằm ở trong oxy trong oxit Là 0,14 nhân với lại 16 Cộng oxy nằm trong NO3 trừ là 0,12 nhân 3 Nhân 16 nữa Bằng này chia cho này 27,04 bằng nhân 100%. 29,58% ạ. À. 29,58% thì gần với lại 30 nhất. Nhá, đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Gần 30. Làm bài này phê nhỉ. 37 có lý thuyết dễ nhiều. Cho các phát biểu sau. Chất béo nhẹ hơn nước. Đúng, không tan trong nước nhưng tan trong nhưng dễ tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực đúng. trong công nghiệp dược phẩm xác là dùng để phát chế thuốc đúng. thành phần chính trong hạt gạo là tinh bột chính xác. trong môi trường kiềm đi peptit mạch hở đi peptit thì không bao giờ tác dụng được với CO2 lần. phân biệt da thật và da giả là bằng PVC người ta dùng phương pháp đơn giản là đốt thử đúng rồi. nhá. da thật da giả dùng phương pháp bố chúng ta đi mua áo da luôn luôn sử dụng bằng phương pháp này. nhá đúng. vậy mình sẽ có là một hai ba bốn bốn phát biểu đúng ạ xây c nhá. Câu 8. Câu 8 một câu ST. Các bạn cùng nhìn đây. 38 Hỗn hợp E gồm 3 ST mạch khở XYZ. Hỗn hợp E này gồm 3 ST mạch khở X Y Z. Trong đó có một ST2 chức và hai ST đơn chức x nhọn y nhọn z cho 24,66 g e tác dụng hoàn toàn với NaOH dư thu được hỗn hợp gồm các ancol no gồm các ancol no và hỗn hợp muối 26,42 g của hai axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Khi đốt cháy hoàn toàn 24,66 gam e đốt cháy hoàn toàn thì cần 1,285 mol thu được nước CO2 số mol CO2 bằng 1,09. Khối lượng của x bằng bao nhiêu? Được chưa? <laughs> nhìn câu này choáng váng không biết cách giải luôn. Đúng không ạ? Nhìn câu này phát choáng váng, váng không biết cách giải luôn. Câu 38. Đầu tiên nhá, các em nhìn như mình cứ làm bình tĩnh thôi. Đầu tiên mình đi bảo toàn khối lượng mình tìm được khối lượng nước đã. 24,66 cộng với 1,285 nhân 32 trừ đi 1,09 nhân 44 bằng chia 18 bằng 0,99. Và ở đây chúng ta nhìn thấy điều này nhé Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy điều là N của CO2 lớn hơn là nước Thì nó cũng chẳng giải quyết được gì nhé Mình bảo toàn oxy đi Thì mình sẽ tìm được số mol bon oxy trong E Oxy trong E Thầy viết tắt là oxy e. Bảo toàn oxy 1,09 x 2 Cộng 0,99 x 1 Trừ 1,285 x 2 Bằng 0,6 Được chưa? 0,6 Thế là mình tìm được số mol oxy trong E nhé Bây giờ là Mình có là cái Nà hoát dư này Thì từ cái số mol oxy trong E Mình sẽ tìm được số mol nhóm CO Sẽ bằng 0,6 à, 0,6 chia cho 2 bằng 0,3 thì phải một nhóm CO thì ăn một NaOH đâu. Nên số mol NaOH bằng 0,3. Thế mà Đề bài nói là muối của hai axit carboxylic kế tiếp mà trong này có một ST2 chức thôi và hai ST đơn chức. Nên hai muối của muối của hai axit kế tiếp này chắc chắn là hai axit đơn chức. Đúng không ạ? Và muối của hai axit này nó đơn chức thì mình sẽ suy ra được là cái công thức chung của nó là RCONa. Thì mình bảo toàn natri đây 0.3 thì đây là 0.3 luôn. Và mình sẽ tìm được phân tử khối trung bình của nó Là bằng 26,42 Chia cho 0,3 Bằng 88,06 Lớn hơn 82 <laughs> 82 là gì? 82 là CS3 CONA Mà lại kế tiếp đơn chức Nên anh còn lại là C2H5 CONA Một anh là CS3 CONA và anh là 5 co nữa và chúng ta sẽ tìm được số mol bon ở từng hàng này bằng cách là bảo toàn à, mình đặt anh này là x anh này là y mình sẽ có hệ phương trình mình sẽ có hệ phương trình là phân tử khối anh này là bằng 82 cộng 14 96x cộng 82y thì bằng khối lượng là 26,42 cộng y bằng 0,3 Vậy mình sẽ có 912 96 bằng 82 bằng 26,42 bằng 1 bằng 1 bằng 0,3 bằng x của chúng ta bằng 0,13 y của chúng ta bằng 0,17 à một thằng bằng 0,13 một thằng bằng 0,17 Ok nhá Bây giờ khó nhất là thằng ăn côn Khó nhất đấy tìm được ăn côn là xong đúng không bây giờ thế này đi bây giờ mình mình chỉ biết mỗi là ăn côn no nhưng mà thì chắc chắn trong này có một anh ăn côn hai chức rồi bởi vì đây là một st hai chức Và hai cái muối là hai muối đơn chức rồi thế thì mình phải quy đổi thôi mình quy đổi anh ăn côn này mình quy đổi anh ăn côn quy đổi các em nhé bởi mình 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 không nắm chắc được nó gồm những ăn côn nào nên mình phải quy đổi quy đổi nó thì là quy đổi về dạng nền nhất là một anh sẽ bao h, đầu ra ông đặng luôn hết mực rồi dàn hết mực thật. Vậy này xíu Về anh sẽ 3 h này. Thứ hai. Là về một anh tiếp theo là anh đầu dãy đồng đẳng của anh uh, hai nhóm H là C2H4 OH2 lần và nhóm c 2 đặt cháu này là A, B, C Thì mình sẽ có đầu tiên là Số mol của NaOH thì chính bằng số mol nhóm OH A cộng 2B bằng 0,3 Được chưa? Phương trình thứ hai là phương trình về khối lượng của ancol Thì mình tìm được khối lượng ancol luôn nhé Mình sẽ có này Khối lượng của E cộng khối lượng của NaOH 24,66 cộng 0,3 x 40 Được chưa Bằng này Trừ đi khối lượng của muối Trừ đi 26,42 Bằng ra khối lượng ăn côn 10,24 Vậy khối lượng của tụi này Cũng bằng 10,24 này 32A Cộng với cháu này là 24 cộng 4 cộng 17 x 2 Bằng 62B Cộng 14C thì bằng 10,24. Phương trình cuối cùng. Phương trình cuối cùng là mình đi bảo toàn carbon, tại vì có phải là Đây ạ, à, carbon trong E thì chính bằng carbon trong CO2 là 1,09. Thế mà trong muối này thì mình đã tìm được carbon rồi đây này. Và mình sẽ tìm được carbon trong ancol. Sẽ bằng 1,09 trong E này, 1,09 trừ đi carbon trong muối trừ đi carbon trong muối là 0,13 nhân với 3 trừ trừ đi 0,17 nhân với 2 bằng 0,36 vậy ở đây cái hệ này hơi hết chỗ thấy viết cái hệ này ra đây nhá hơi hết chỗ rồi là a cộng 2b cộng C bằng 0,36 Vào đến đây mình bấm minh tính mình giải hệ 1 bằng 2 bằng 0 bằng à, nhầm 1 bằng 2 bằng 0 bằng 0,3 bằng 32 bằng 62 bằng 14 bằng 10,24 bằng 1 bằng 2 bằng 1 bằng 0,36 bằng A bằng 0,1 b cũng bằng không phẩy c bằng không phẩy không để chưa thì mình sẽ nhìn thấy thế này là do trong cái này của chúng ta có hang côn đơn đúng chưa thực... thực ra nói nào nhỉ mình thấy rằng là cái c nhỏ b đúng không thì cái nhóm CS2 này không thể chêm vào c 2 h 4 oh 2 lần được. Mà nó chỉ có chêm vào là CS3OH thôi. Vì vậy nên chắc chắn bọn ăn này của chúng ta sẽ gồm là C2H4OH2 lần 0.1 mol. Được chưa? Được chưa? Vậy thì ngay lập tức mình sẽ suy được cái anh mà ST cao nhất là anh Z này. ST có phần tử khối lớn nhất ấy. Là được tạo bởi là từ cái muối là CH3COO CH2 Và C2H5COO CH2 Với số mol là 0.1 luôn Và mình chỉ còn là hai cái nhé đơn thôi Đúng chưa Thì mình chỉ còn hai nhé đơn thôi Thế thì hai nhé đơn này của chúng ta thì Mình sẽ có rằng là Sau khi cho vào đây rồi Là 0.1 rồi Thì cái muối ch 3 cona Chỉ còn là 0.07 cái muối CH5CONA chỉ còn 0.03. Đúng không? Bởi vì trừ đi 0.1 vào đây rồi. Được chưa? Là hai anh này là của cái bọn ST đơn tạo ra. Thế thì ngay tức mình sẽ suy ra là cái anh ST đơn sẽ có anh X ấy phân tử khối nhỏ nhất nó sẽ là CH3COO CH3. Đúng không? Mà nó sẽ có số mol là bằng 0.07. 0.07. Đề bài chúng ta chỉ hỏi là khối lượng của x thôi, thế là xong rồi, 0.07 nhân với CS3 CU 3 Nhân 74. 5.18 các Đáp án đúng là đáp án này. Phê chưa? Phê chưa? Kinh chưa? Đây là câu vô cơ vận dụng cao khó nhất trong đề này. Sử dụng mọi chiêu để chúng ta có thể giải được. Nhá. Câu 39 thì dễ rồi các em ạ, à. 39 là câu lý thuyết thực hiện các thí nghiệm sau sau phản ứng kết thúc số thí nghiệm sinh ra chất khí H cộng cộng với HCO3 trừ sinh ra khí CO2 1 NH4 cộng và OH trừ sinh ra khí NH3 2 Chú ý này Anh này và anh này mà đun nóng thì có vẻ tương đương với là CaHCO3 hai lần Đun nóng nhẹ thì tạo thành là CaCO3 cộng CO2 cộng H2O có khí 3, AlCl3 và lượng dư béo lần thì không sinh ra khí nhé. Natri tác dụng với nước thì sinh ra khí hiro. 4, 4 phản ứng, 4 thí nghiệm sinh ra khí. Câu 40 câu cuối cùng lấy 10 điểm, thầy đã dạy chúng ta đến 10. Tiến hành thí nghiệm phản ứng xà phòng hóa chất béo theo các bước sau đây. Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên. Chính xác, lớp đó là xà phòng Mục đích của việc thêm NaCl bão hòa Để tách muối của axit béo Chính xác Nếu thay chất béo bằng etinacetat Hiện tượng quan sát được là giống nhau Sai, CH3CONA nó tan Sản phẩm rắn của thí nghiệm thường dùng Để sản xuất xà phòng Chính xác Phần dung dịch còn lại sau bước 3 Là glycerol Có khả năng hòa tan được xế hoạt lần Đúng Vậy, 1, 2, 3, 4 4 phát biểu đúng Ok nhá bốn phát biểu đúng phải đáp án đúng của chúng ta là đáp án b bỏ